Mẹ cháu mất lúc cháu mới sinh ra. Tuy cháu chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ, nhưng cháu cảm thấy là mẹ luôn ở bên, dõi theo, chăm sóc và bảo vệ cháu. Duyên. Cháu cô. Cô đến tìm Giang à? Hôm nay Giang lại chưa đến. Sao giờ này cháu vẫn chưa nghỉ? Cháu tranh thủ làm nốt việc ạ. Dạo này công việc thế nào? Có bận lắm không?
cháu vừa được nhận dự án mới. Bận nhưng mà vui quá, vì ở đây cháu được học hỏi rất nhiều. Làm gì thì làm, nhưng mà phải giữ sức khỏe, đừng có để bị ốm đấy. Cháu cảm ơn cô, cháu đang cố gắng tự lo ạ. Cháu mời cô uống nước. Cháu mời cô uống nước ạ. Cháu ở trung tự đúng không? Sao cô biết ạ? Giang có kể với cô. Sao cháu không chuyển về gần phía này đi cho tiện? Ở đó xa quá. Cháu ở đấy từ hồi học đại học nên là cũng quen rồi. Quanh đấy còn nhiều hàng quán nữa, cũng tiện cô ạ. Cô được biết cháu cùng bà ngoại ở trên Cao Sơn. À, bà có khỏe không? Bà cháu đợt này hơi yếu, cháu đang tính là đưa bà xuống đây để tiện chăm sóc ạ. Thế còn mẹ cháu? Mẹ cháu mất lúc cháu mới sinh ra. Tuy cháu chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ, nhưng cháu cảm thấy là mẹ luôn ở bên, dõi theo, chăm sóc và bảo vệ cháu. Cô ơi, cô làm sao đấy ạ? Cô không sao. Cháu làm việc đi, cô về đây. Oh,